vô bệnh nhiều quá cô chú ơi, nằm sắp lớp trong thuê giờ, hầu như là ở trạm này không á, lưu chuồng ở trạm là nhiều á. Quá trời đất rồi, cứ vài bữa là 10 triệu 20 triệu, vài bữa giờ 10 triệu 20 triệu đó cô chú, số lượng nhiều quá. Ý là ở nhà cái phòng bệnh nếu không là cỡ 50 bé rồi đó. Đây là cu boy. Nó boy. Boy đây bạn. Boy thì bị xuất huyết, ói ra máu, thì phân đen. Nó boy. Là mình nặng boy. Thì cái số lượng mà đi thú y thì hiện tại bây giờ ở thú y là coi như 4, 5, 6 bé gì đó. Dạ. Thì nói chung là cũng có những bé nặng rồi cũng mất. Dạ. Dạ, ngày mai bắt đầu Hiếu xử lý chuồng trại đồ hết để cho giảm mật độ cô chú. Rồi số lượng dê nó nhân nhiều quá, nhân bản quá trời. Hàng chiều giờ mới về, sáng ngày mai Hiếu lấy là Hiếu xử lý chuồng trại. Rồi bòi đứng yên rồi, đứng yên con. Mình test con này miếng thôi, nếu nó không lên là mình có thể còn mình test con khác. Hay thì nãy giờ qua xử lý của bác sĩ thì đã test cái bọc vô, bây giờ bọc vô nó không lên đâu. Chưa thấy dấu hiệu gì hết. Để test qua cái thằng kiếm đường máu. Con này là con con Eganet không thấy luôn, chưa thấy nữa. Nằm xuống đi bòi, nằm xuống đi con. Đây, xuống đây.
Dạ thì cũng mong cô chú thương để giúp cho mấy bé nó có tiền để trả chi phí ở thú y. Dạ tình trạng nó nhiều quá, coi như mấy ấm không có sể đó cô chú.